đưa vô nó tay héo ra rồi. Cái ruột nó cá lóc mà nó giòn thịt chứ. Chào tất cả mọi người, hôm nay mình làm món ruột cá lóc hấp trong trái đu đủ. Ruột cá lóc á mình mặn kỹ nha, không thôi là ăn nó rất là tanh. Bắt đầu thì mình ướp ruột cá lóc trước thôi. Mình để tỏi, ớt, hành tím, hành lá cho khử cái mùi tanh của ruột cá lóc. Tiếp đến mình để đường, bột ngọt, tiêu và nước mắm, mình trộn lên cho đều. Để đó mình đi vòng vòng trong vườn mình kiếm một trái đu đủ mỗi giờ. Nhìn tới nhìn lui cũng được một em này tầm cũng khoảng hơn 1 kg. Mình nghĩ trái này cũng vừa chín tới. Mình đem vô rửa sạch sẽ, mình cắt ngang cái đít nó. Ôi trái đu đủ nhìn rất là ngon, nhìn hình màu ngôi sao rất là đẹp. Mình lựa hay quá trẻ ra trái đu đủ không có hột luôn, rất là tuyệt vời. Mình thì bỏ vài trái ớt ở dưới, xong rồi mình bỏ ruột cá lóc vô trái đu đủ, còn phần trên thì mình cho thêm vài trái ớt nữa. Mình đẩy cái nắp lại, lần mình định hình trái đu đủ lại. Mình lấy 4 cây mình xỏ vào trái đu đủ, mình đem đi nướng không bị lửa táp vào trong. Đây là trái đu đủ đã hoàn thiện như ban đầu, mọi khâu đã chuẩn bị hoàn thành hết. Bắt đầu thì mình đem đi nướng trái đu đủ thôi. Mình ngồi chụm củi mấy tiếng đồng hồ không biết nó có chín hay không. Cuối cùng đã chín rồi nha. Đây, chín rồi nha. Ruột cá lóc à, teo lại, tay héo lại luôn. Ồ, ruột nè, đưa vô nó tay héo ra rồi. Tại lâu quá chấm mắm me thôi mà tất cả cộng mọi người ăn ruột cá lóc hấp trong trái đu đủ. Béo. Quá giòn. Nước chan vô ngọt hơn. Cái ruột cá lóc mà nó giòn thịt chứ, đã lắm. Ừ.